Sau đây chúng ta sẽ sang dạy bài thứ 5. Công thức xác suất tích của hai biến cố độc lập. Hai biến cố là độc lập nếu như mà việc xuất hiện của biến cố này không ảnh hưởng việc xuất hiện hay không xuất hiện của biến cố kia. Bài này trong giờ lý thuyết xét gì? Hai xạ thủ độc lập bắn vào một bia đấy. Thấy chưa? Rồi à? Không biết đó. Nó hỏi rồi hay chưa? Rồi thì bỏ qua chụp ảnh làm gì thế tức là. Đây, thì làm bài khác, nó thay số thôi mà. Cứ chịu khó làm nhiều vào thì nó sẽ giỏi lên. Hai xạ thủ độc lập bắn vào bia, độc lập là thì dùng xác suất của tích bằng tích các xác suất, còn xung khắc xác suất của tổng bằng tổng xác suất, đừng có lộn giữa cái đó, cái dâu nó cắm cả má kia chiến luôn. Con này nó bằng cái gì? Hai xạ thủ độc lập bắn vào một bia, xác suất để trúng bia của anh thứ nhất là 0,82, anh thứ hai là 0,94, tính xác suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng. Nói chung là cái chương này nó dùng máy tính là rất là hạn chế, đúng không? Cộng trừ nhân chia, anh viết sai công thức này đứt. Chương này đấy, riêng chương này sử dụng máy tính rất ít. Quanh đi quẩn lại có một tí cộng trừ nhân chia. Rồi bây giờ thế nào? Nó có hai cái yếu tố, một là xạ thủ thứ nhất, hai là xạ thủ thứ hai. Vậy thì mình sẽ gọi AB lần lượt là biến cố xạ thủ thứ nhất bắn trúng, phải xạ thủ thứ hai bắn trúng. Khi đó có sự kiện gì xảy ra?
Khi đó tôi có cái gì nào? Đề bài bảo là xác suất để bắn súng của anh thứ nhất, như vậy là PA sẽ bằng 0,82 nhỉ. PB ở đâu rồi? 0,94. Thế là theo giả thiết đã có như thế. Bây giờ đề bài bảo là xác suất để cả hai xạ thủ bắn trúng. Cả hai bắn trúng là thế nào? Suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là PAB. Nhưng vì đề bài bảo chúng ta là hai thằng này nó độc lập với nhau, cho nên xác suất của một tích bằng tích các xác suất. Trời ơi, hóa ra là như vậy. Như vậy là 0,82 nhân 0,94 bằng bao nhiêu? Em dùng gì để tính? Ui giời ơi. Dùng cái phần mềm này đây này, nhân chia cộng trừ nhân. Mệt quá. 0,82 0,94 này, 0,82 sau 0,94 tăng 0,7708. Mệt quá. Cộng trừ nhân chia đơn giản dùng ở trên này là được chưa? 0,7708. Mày quá. Như vậy là bằng 0,7708. Sao? Đã xong, xác suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng. Bây giờ cả hai đều bắn trượt. Em vừa bảo một xử gì? Hả? Một xử đi VAB là không điểm. Ta có nghe thấy con lợn chạy lời sai. Bây giờ có hai kịch bản, một bạn bảo là một trừ VA nhân với một trừ VB, và một bạn bảo là một trừ VA. Thì dưới là sai, cái dưới này nó có thể là kịch bản là một trúng một sợi. Bạn nào dưới không phải là ngược lại của hai người bắn trúng là hai người bắn trượt đâu, không PAB2 PAB2 có được không? Câu này là điều hỏi gì nhỉ? Hoặc là hai người bắn trượt quên. Nào nhau. Cái này không dễ, cái này thì dễ, phải nhớ làm câu hỏi. Hai xạ thủ đều bắn trơn, A ngang, B ngang, viết cách ra. Con này sẽ là CA ngang nhân với BA, tức là một trừ BA nhân với một trừ BB. Cái này mà không phải theo đúng đây. Một đúng một trượt, một trúng một trượt. À bây giờ là hai bắn trượt. Xác suất để hai xạ thủ đều bắn trượt tờ lượt là không có cái dấu chấm ở giữa. Cái phần mềm này không có cái dấu chấm ở giữa thì nó sẽ xoẹt một phát từ đầu đến cuối luôn, thì đáp số lại sai biết nhỉ, à, sai công thức. Một trừ 0,82
nhân với 1 trừ đi 0,94 bằng bao nhiêu đấy, tự tính ra. Nhưng mà đấy đấy là cái đấy tôi còn biết ở trong cái kia, thế nên nó phải là không chấm nhé, còn cái dấu dấu chấm thì nó lại dấu sao, dấu nhân đấy, nhân này là dấu sao. Kết quả bao nhiêu nhỉ? 0,0 bao nhiêu? Không Không cho chết, cái đồng chí kia ra cái gì đấy? 108 à? Rồi sao? Và cuối cùng là một đúng một người bắn trúng, thì nó có hai cách, một là làm lấy một trừ đi kết quả câu A và câu thứ nhất và câu thứ hai, nhưng nói chung là mình không nên dựa vào cái đấy, mình sẽ lấy trực tiếp là một trúng một trượt. Một trúng một trượt thì là A ngang B, A B ngang. Như vậy nó sẽ bằng P của A nhân với P của B ngang. Cộng với P của A ngang nhân với P của B. Tự thay số vào bằng cái gì tự tính nhá. Quan trọng quan trọng là chúng ta phải hiểu được phương pháp giải. Chứ nếu mà chúng ta cứ học thuộc vẹt thì rất nguy hiểm. Để ý kéo phân tích bài thế nào. Đã xong. Thầy không biết dịch lại nữa đâu, em phải tự dịch. Hết dạng 5.